Thôn Su 9 nằm tách biệt trong một thung lũng cách trung tâm xã Lũng Hồ 12 cây số. Hơn 300 nhân khẩu ở thôn này đều là người dân tộc Mông, 80% là hộ nghèo. Con đường đất mòn này là con đường duy nhất vào thôn suốt hàng chục năm nay. Địa hình hiểm trở, núi đá chia cắt, đây là giải pháp duy nhất để bê tông hóa đường vào thôn Su 9. Cõng bao xi măng 50 cân, đi bộ gần 2 cây số, già trẻ gái trai trong thôn tất cả đều tham gia góp công góp sức. Suốt 2 tháng nay, ngày nào ở thôn cũng như ngày hội như thế này. Bà giúp được đến đâu thì bà giúp. Cảm ơn nhà nước đã mở đoạn đường này. Bà rất mừng vì làm đường đến tận nhà bà mà. Bà cũng góp được 8 ngày công đấy. Đây chính là mô hình dân làm, nhà nước hỗ trợ để xây dựng nông thôn mới được tỉnh Hà Giang triển khai từ cách đây hơn 10 năm. Nhà nước hỗ trợ thôn Su 9 2.000 bao xi măng, còn bà con hiến toàn bộ đất để làm đường, mỗi người 8 ngày công. Nước trộn xi măng, bà con cũng phải đi cõng từ hồ treo cách thôn 5 cây số. Với sức của dân, đất của dân, tính ra một mét đường chỉ mất 80.000 đồng tiền xi măng. Nhà nước cho xi măng rồi thì dân mình góp đất, góp sức để làm thôi. Thanh niên khỏe mạnh thì làm việc nặng nhọc hơn. Xe khách đến cái điểm trên cao kia rồi. Đấy. Đấy, tức là bây giờ bà con cũng muốn là sau này ấy, nếu chúng ta mở rộng được ấy, thì cái đường bê tông người ta sẽ đến tại trung tâm thôn. Đấy, không có đường thì bà con cũng nhận thức là không có đường thì sẽ không phát triển được kinh tế xã hội. Hàng ngàn km đường nông thôn vẫn đang ngày đêm được bê tông hóa như thế này. Thêm một con đường bê tông là một bước tiến gần hơn đến mục tiêu toàn bộ các thôn biên giới của tỉnh Hà Giang có đường giao thông đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.